Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim kính chào quý khách hàng. Bạn đang chuẩn bị xây nhà, sửa nhà, bạn đang thi công dự án, bạn đang xây dựng công nghiệp, bạn xây dựng công trình hay siêu công trình, bạn là nhà đầu tư, bạn phân vân không biết lựa chọn đơn vị cung cấp nhôm kính, sắt thép nào uy tín, chất lượng mà giá cả luôn cạnh tranh. Hãy đến với Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim, chúng tôi sẽ giúp bạn một giải pháp nhân đôi giá trị. Tự hào là địa chỉ nhiều năm hoạt động trên thị trường, Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim chuyên cung cấp cửa nhập khẩu, sắt thép và tất cả các hạng mục liên quan đến nhôm kính, sắt thép như Cửa Nhôm Sinfa nhập khẩu, PMA, nhôm Việt Pháp, các loại nhôm hệ 5 năm, mặt dựng, kính cường lực, cabin tắm, cầu thang, lan can, cổng cửa, cửa cổng hàng rào sắt, nhà xưởng, mái tôn, cầu thang, lan can sắt. Các sản phẩm cửa nhôm hệ Nguyễn Kim đều được chứng nhận đủ tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm nhôm kính, sắt thép chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và trách nhiệm bảo vệ môi trường cao nhất. Hoạt động với phương châm uy tín, chất lượng, tận tâm, chuyên nghiệp. Vì vậy, Nguyễn Kim đã xây dựng được niềm tin và mối quan hệ tốt đẹp với hàng trăm khách hàng trong nước cũng như nước ngoài. Lấy tiêu chí vươn tới sự hoàn mỹ làm kim chỉ nam trong hoạt động, cửa nhôm hệ Nguyễn Kim mong muốn thực hiện sứ mệnh đem đến cho khách hàng giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình. Trên hành trình đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ, trình độ sản xuất, đồng bộ hóa trang thiết bị hiện đại để tự tin là sự lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng trong lĩnh vực cơ khí xây dựng và trang trí nội ngoại thất. Sở hữu đội ngũ kỹ sư giỏi, kỹ thuật lành nghề, nhân viên tư vấn chuyên môn cao, sản phẩm tốt, đúng thiết kế, tiến độ nhanh, giá cả cạnh tranh. Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp đều được bảo hành 10 năm. Nếu phát hiện phụ kiện bị lỗi, sẽ được đơn vị chúng tôi thay mới hoàn toàn miễn phí. Trong thời kỳ 4.0 hội nhập và phát triển, Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ các chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Hãy đến với Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim để nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị, bởi vì chúng tôi sinh ra là để phục vụ bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim, địa chỉ nhà máy sản xuất xóm 5, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định, văn phòng đại diện Quảng Ninh, số 46 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh, văn phòng đại diện Hà Nội, số 19, ngõ 545 Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội, hotline 0931 669 104, 0944 429 929. Cửa Nhôm Hệ Nguyễn Kim, xây vững niềm tin, dựng uy tín vàng.